Xin chào các bạn, mình là Hợp Nay mình có về trên tay một trong những cái dòng máy pin mà nổi tiếng nhất của Longjin Và cũng là một trong những cái dòng máy pin được ưa chuộng nhất của họ Là dòng này là La Grande Classic Thì với cái dòng này thì hiện tại hôm nay mình về được hai đại diện của nó Và hai chiếc này của mình thì đều sử dụng những bộ dây được làm từ thép không gì Đầu tiên thì mình sẽ có đây đó là một chiếc sử dụng bộ dây bằng thép không gì chẳng nguyên màu thép và chiếc này thì sẽ có mã là L4.705.4.11.6 Và sử dụng thân thép không gì độ chống nước 33 máy quạt Thân uh, kính sapphire À, chiếc này thì phải nói là nó là một trong những cái chiếc mà rất được anh em uh, ưa chuộng Và các bạn nhìn sẽ rất là quen Vì dòng này thì nó được gọi là dòng uh, Tonel Classic của Longines Và nó có thiết kế cực kỳ đơn giản Nhưng uh, cực kỳ ấn tượng là bộ máy thân nó làm rất là mỏng thân của chiếc đồng hồ này chỉ mỏng lanh quanh khoảng tầm 5.5 cho đến 6mm thôi và chúng ta sẽ có một cái thân dạng quả chám với bộ kim đen và bộ cọc số đen, cọc số la mã được in thẳng trên bề mặt của dial luôn logo Longines ở góc 12 giờ với những dòng sản phẩm pin này thì dành cho anh em nào không quá quan tâm đến những cái sản phẩm cơ khí thì chúng ta sử dụng dòng đồng hồ pin này thì sẽ hoàn toàn chính xác và luôn luôn chính xác đem đến cho anh em một cái độ chính xác và bền bỉ anh em chỉ cần hết pin là chúng ta thay pin thôi cho nên là những cái dòng sản phẩm này cũng rất là đưa chuộng ngoài ra thì với cái thiết kế của dòng La Grande Classic này thì nó đem đến chúng ta một cái vẻ ấn tượng đó là siêu mỏng và phù hợp với mọi cổ tay của châu Á với chiếc này thì nó sẽ có size là tương đương khoảng tầm 35-36mm 8mm tròn cho nên là anh em tay bé khoảng 14 cm chúng ta vẫn có thể đeo được. Và max size chiếc này thì khoảng tay khoảng tầm 16 năm đến 17 thôi. Còn nếu mà tay to hơn thì mình nghĩ không nên đeo. Kính sử dụng ở đây là kính sapphire các bạn nhé Phía bên phải có một núm chỉnh giờ. Và đằng sau thì như các bạn thấy ở đây thì chúng ta sẽ có là thông tin của sản phẩm được được được, được, được in được engraved ở trên mặt sau. Toàn bộ phần thân của chiếc đồng hồ này thì được gắn với cái phần đáy này bởi 6 con vít và như các bạn thấy là cái phần đáy này nó tách riêng ra nó chỉ nối hai cái dây thôi. À, nó ghi rõ đây là La Grande Classic The Long Jean và đây serial number cũng như là đầu mã sản phẩm của nó. Đi kèm với nó thì chúng ta sẽ có một sợi dây, sợi dây với những cái chỉ rất là bé và các bạn có thể đếm ở đây rất là nhiều mắt nhé. 1 này, 2 3 4 5 6 7 8 9 tổng là 9 mắt dây. Và sợi dây này thì Long Jean làm cũng rất là cầu kỳ cho nên là À về cái phần hoàn thiện của chiếc này thì nó mới thấy là chiếc đồng hồ này nó đắt Còn bộ máy quát với cả kính sapphire thì nó chỉ là bình thường thôi các bạn ạ Nhưng mà cái độ hoàn thiện của chiếc đồng hồ này thì nó sẽ đắt hơn nhiều đó Các bạn có thể thấy là sợi dây của nó làm rất là đẹp Và với sợi dây này chúng ta đeo sẽ cực kỳ ôm tay bởi vì các mắt của nó là các mắt nhỏ Ở đây của mình là mới 100% cho nên nguyên siêu cho nên là mình không sâu cho anh em được Và khóa của nó là khóa gập đôi một sản phẩm La Grande Classic quạt này thì mình có theo dõi giá hãng thì nó sẽ lăn quanh khoảng tầm 37 38 triệu đối với sản phẩm mà mà mà, mà thân thép trắng như này và à, hãng thì thường là sale xuống còn khoảng tầm 30 đến 31 32 triệu tùy từng đợt. Tuy nhiên là với cái dòng sản phẩm này thì bên mình có mức giá khá là tốt đó là với chiếc này là 19 triệu 500 anh em nhé Đó thì nếu như anh em nào mà thích chiếc La Grande trắng này thì anh em sẽ mua bên mình đi kèm với đó là chế độ bảo hành 2 năm và thay pin miễn phí trọn đời ngoài ra thì đợt này thì mình cũng về được đó là một chiếc đế mi hai màu gọi là two tone thì với dòng two tone này thì nó sẽ lắt đắt hơn một chút nó là 20 triệu 500 còn tất cả thì như nguyên và các bạn có thể thấy là cái phân thân của nó thì được mạ vàng này đó mạ vàng theo công nghệ PVD còn cái phần dây của chúng ta thì chúng ta sẽ có 1, 2, 3, 4, 5, 5 chỉ được mạ vàng. Còn đâu đó là 4 chỉ sen kẽ ở giữa của chúng ta thì sẽ được để thép trắng rất là đẹp à, dòng này là dòng mạ vàng cho nên là các bạn thấy là giá nó sẽ đắt hơn một triệu so với dòng kia à, chiếc này thì bên mình bán với giá là 20 triệu 500 còn với chiếc này thì bán với giá là 19 triệu 500 các bạn nhé giá hãng của hai chiếc này lần lượt là 38 triệu và 39 triệu 800 nên là các bạn mua thì đã rẻ khoảng một nửa rồi à, vẫn có chính sách bảo hành 2 năm và thay pin miễn phí trọn đời cho anh em nếu như anh em nào có nhu cầu về dòng Longines La Grande Classic này thì có thể liên hệ bên mình cảm ơn em rất là nhiều đã theo dõi video và xin hẹn gặp lại trong video tiếp theo của chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại anh em